cho anh em. Hôm nay mình sẽ review một chiếc cần. Không, đó là mình sẽ review cho anh em một cuốn sách, anh em nhìn xem, 2,55 kg. Như vậy là anh em điện tử chúng ta muốn học điện tử không những là chỉ cần một cái đầu to mà còn phải có một cái cơ bắp rất là khỏe. Quay trở lại với nhân vật chính của chúng ta ngày hôm nay, như lần trước mình đã có nói qua về cuốn sách này, đây là một cuốn sách kinh điển về điện tử. Sau hơn 30 năm thì đây là một trong những cái cuốn sách đã được tái bản khoảng 3 lần. Và cái việc tái bản này tuy ít nhưng mà rất là chất lượng. Đây là phiên bản tái bản lần thứ 3, Third Edition. Cuốn sách này có tổng cộng khoảng 1.200 trang và bao gồm 15 chương. Mình sẽ nói qua các cái chương này cho các bạn biết. Như bất kỳ cuốn sách điện tử nào khác, chương đầu tiên vẫn là những cái chương cơ bản. Thì cái chương này nó là cái chương nền tảng giới thiệu chung về các cái định luật cũng như là những cái định nghĩa cơ bản nhất về điện, như là định luật ôm, dòng điện, điện áp, rồi đến các khái niệm về tín hiệu điện, sau đó là những cái mạch điện cơ bản về tín hiệu điện xoay chiều, những cái linh kiện thụ động như điện trở, tụ điện, cuộn cảm, biến áp và một số các cái linh kiện thụ động khác như là các cái công tắc và rơ le truyền mạch. Chương 2 thì chúng ta bắt đầu tiến sâu hơn vào bán dẫn. Đó là một con linh kiện được gói là khai phá văn minh cho cái ngành kỹ thuật điện tử của chúng ta. Đó chính là transistor lưỡng cực. Chương 3 cũng nói về transistor, nhưng mà transistor hiệu ứng chờ, kiểu FET, MOSFET, các kiểu IGBT. Đến với chương 4 thì cuốn sách này nói về các cái bộ khuếch đại thuật toán. Khi mà học điện tử ấy, mà chúng ta không học cái bộ khuếch đại thuật toán ấy, thì coi như là không học điện tử còn hơn. Chương 5 là chúng ta sẽ nói đến những cái mạch điện tử chính xác. Những cái mạch điện tử này đó là những cái mạch điện tử mà cái cuốn sách nó nói rất là chi tiết về các ứng dụng trong thực tế. Chương 6 chúng ta có các cái mạch lọc. Chương 7 chúng ta có các mạch dao động và các cái bộ hẹn giờ. Chương 8 thì là kỹ thuật về nhiễu thấp. Chương 9 thì chúng ta có nói về mạch ổn áp và các cái bộ chuyển nguồn, power converter này. Chương 10 thì chúng ta học về các cái mạch điện tử số. Chương 11 nói về các cái thiết bị có khả năng lập trình. Chương 12 nói về giao tiếp logic, các cái chuẩn giao tiếp. Chương 13 chúng ta có cái sự kết hợp giao lưu giữa kỹ thuật điện tử số với cả kỹ thuật điện tử tương tự. 14 thì chúng ta nói về các cái bộ máy tính này, điều khiển và các cái luồng liên kết dữ liệu. Chương 15 là chương cuối cùng nói về các bộ vi điều khiển và các cái phụ lục rất nhiều. Tổng cộng là có 1.194 trang. Như vậy là có 15 chương như vậy. Tuy nhiên thì mình sẽ không nói chi tiết vào các cái chương. Các bạn có thể nhìn qua một số chương. Đây là chương nói về các linh kiện điện tử thụ động này, các cái mạng điện cơ bản này, chia áp, phân áp này. Chương 2, transistor lưỡng cực. Các bạn nhìn này, một số cái mạch điện ứng dụng cơ bản, chẳng hạn như là điều khiển đèn led, các cái cách thức ghép song song và lối tiếp, các cái mạch tầng kích của các transistor. Sẽ dở qua cho các bạn tham khảo thôi, vì cuốn sách này nó rất là dày. Do vậy thì một cái review tổng quan không thể nào mà có thể review chi tiết cho các bạn được. Đây là các cái mạch điện tử chính xác này. Đó. Rất nhiều các cái bảng biểu tham số cũng như là data sheet của các cái con linh kiện có trong thực tế, cũng như là giải thích tại sao các cái mạch điện này nó hoạt động và các cái ứng dụng của nó trong thực tế. Đó, ví dụ như là một cái đồng hồ như này, một cái ví dụ người tạo cái xung dao một động một giây từ cái con thạch anh cơ sở là 32.768 Hz, 32.768, sau đó là các bộ chia xung, và để tạo ra được cái xung chuẩn như này thì người ta sẽ sử dụng một con thạch anh đồng hồ, sau đó nó sẽ chia ra qua cái bộ chia cực kỳ nhiều các cái IC, transistor, MOSFET, IGBT, các cái thông số để cho các bạn tham khảo, cũng như là tác giả đưa ra những cái khái niệm, những cái thông số quan trọng khi mà các bạn đọc thông số các linh kiện đó. Các cái phương pháp mà đo dòng điện thể hiện qua dùng trở xăn hoặc là dùng các cái cuộn CT biến dòng.
cũng như là cách thức mà lấy được các cái tín hiệu này bằng các cái mạch điện. Rất nhiều hình ảnh thực tế và ví dụ trực quan từ thiết kế, lý thuyết cho đến thực hành. Một phụ lục B, một phụ lục này chắc các bạn sẽ rất là nhiều người cần này. Làm thế nào để có thể vẽ được một cái mạch điện đó. Như vậy là mình đã đánh giá tổng quan được cho các bạn biết được là cuốn sách này nó gồm những cái chương gì, nội dung của nó ra sao. Bây giờ mình sẽ nói qua về cảm nhận cũng như là cách thức mà tác giả viết nhé. Về phong cách viết thì tác giả đã đưa ra những cái lý thuyết về linh kiện, những cái lý thuyết về mạch điện, đưa ra các cái linh kiện thực tế và các cái thông số, các cái bảng hướng dẫn để các bạn đọc. Đó. Ngoài ra thì sau đó tác giả sẽ, cuốn sách này sẽ nói cho các bạn biết các ứng dụng của các linh kiện trong mạch điện cũng như là làm sao để xây dựng và phân tích các mạch điện phổ biến trong thực tế. Thì đây là cái cách thức mà phong cách của tác giả lại viết, nó rất là hiệu quả cho các bạn muốn tìm hiểu và phân tích được mạch điện. Dĩ nhiên thì đối với một người thợ sửa chữa thì mình nghĩ là cuốn sách này nó không phục vụ nhiều trong cái quá trình sửa chữa. Đây là cuốn sách nó giúp các bạn phân tích được mạch điện nha, bao quát được toàn bộ hệ thống một mạch điện tử, từ kỹ thuật điện tử tương tự, từ linh kiện cơ bản, từ mạch điện cơ bản cho đến những cái mạch điện thiết kế chuyên sâu, cho đến những cái bộ mạch khuếch đại, các cái mạch chốt, mạch logic, mạch điều khiển, rất nhiều đều có ở trong một cái cuốn sách kiểu dạng bách khoa toàn thư như thế này. 1200 trang thì các bạn cũng đã biết rồi, gần 3 cân. Ở đằng sau cuốn sách này có rất là nhiều các cái lời tựa, cái lời đề của những cái nhà thiết kế, của những nhà thiết kế điện tử hàng đầu thế giới. Thì họ ca ngợi cuốn sách này viết rất là tốt và chi tiết, và được coi là một cuốn sách tham khảo cho rất là nhiều các kỹ sư điện tử cũng như là những thợ sửa chữa điện tử muốn tham khảo về khả năng phân tích mạch điện cũng như là muốn chế cháo độ, thì các bạn phải học qua những khái niệm như này thì các bạn mới có kiến thức chuyên sâu để thay thế và phân tích được mạch điện chuyên sâu. Còn quá trình sửa chữa thực hành thì nó đòi hỏi nhiều hơn là so với cả lý thuyết, do vậy thì mình sẽ không đề cập ở trong cái nội dung của cái video ngày hôm nay. Đây là một cuốn sách được viết hoàn toàn bằng tiếng Anh, do vậy thì đó là một cái sự bất lợi nếu như bạn nào mà chưa có một vốn từ vựng nó phù hợp. Tuy nhiên, nếu như mà các bạn có sự kiên trì thì các bạn luôn luôn có Google dịch ở bên cạnh, và điều này nó cũng không phải là một cái cản trở quá là lớn nào. Do vậy thì mình rất là khuyến khích và đề xuất cuốn sách này cho tất cả những bạn sinh viên, cho tất cả những người đam mê điện tử muốn tự học điện tử. Một cuốn sách của nước ngoài họ viết rất là chi tiết, ngoài cái việc đưa cho các bạn một cái ngoại hình linh kiện thực tế, chẳng hạn như là những cái con cầu chì đơn giản này thôi, thế nào là một con cầu chì cắt nhanh và thế nào nó tác dụng như nào, họ cũng đưa ra cho các bạn các cái hình dáng, các hạn sản xuất, rồi thông số cho đến ứng dụng của nó, chưa nói là những cái linh kiện cao cấp hơn nhá. Do vậy thì với giá cuốn sách này mình mua tại Amazon ở Mỹ nhá, ship về đây, cái cuốn sách này giá gốc của nó khoảng 90 đô đó. Do vậy thì khi mà ship về đây nó mất khoảng 3,5 triệu. Mình mua hai cuốn cơ. Cuốn sách nữa đó là cuốn sách về phụ lục. Đây, cuốn sách này là một cuốn sách gọi là X chapter, chương 10, nhưng thực tế nó là phụ lục của những cái chương đằng này. Ví dụ như là nói về chăn đi to thì cuốn sách này chăn đi to sẽ sâu hơn, nói về điện trở thì cuốn sách này nói về điện trở sâu hơn nữa, nói về những cái mạch điện tử chính xác thì cuốn sách này nói về những cái mạch điện sâu hơn nữa, tức là nó sẽ bổ sung cho những cuốn này, và cái cuốn sách này nó cũng có giá trị là hơn 50 đô. Cuốn sách này thì có ít trang hơn, mình cũng sẽ giới thiệu qua luôn cho các bạn. Nó gọi là chương X nhưng thực tế nó không phải là chương 10 của cuốn sách mà nó là phụ lục của những cái chương khác nhá. Nó viết sâu hơn các cách thức giải thích và điều khiển sâu hơn. Cuốn sách này nó nói về transistor, MOSFET thì nó nói cũng bình thường để cho các bạn dễ hiểu cách hình dung thôi, còn khi mà chi tiết sâu hơn ấy, bổ sung trong các cái giá trị về thực tế cũng như các mạch điều khiển trong thực tế thì phải mua thêm cuốn này để các bạn biết thêm được rằng là những cái được cập nhật trong cái thế giới điện tử đương đại mà được áp dụng vào thì những cái mạch điện trong đây sẽ sâu sắc hơn rất là nhiều. Đó, phân tích ra, đưa ra nâng cao hơn rất là nhiều. Đó. Các bạn sẽ xem một cái cuốn sách họ viết này, từ những cái mạch điện như thế nào, tại sao lại có một những cái vết đứt linh kiện bị hỏng như này, và họ sẽ phân tích ra nào. Đó, một cái mạch điện thực tế cho đến các cái lý thuyết để các bạn thiết kế ra đó, rất là nhiều, cực kỳ chi tiết. Do vậy thì
khi mà các bạn bỏ tiền ra mua những cái cuốn sách của nước ngoài mà được đánh giá rất là cao trên Amazon. Cái này không chỉ riêng mình đánh giá đâu mà rất là nhiều người đánh giá về cái cuốn sách này cho gần như là 5 sao toàn bộ. Chỉ có một nhược điểm đó là nó ngôn ngữ tiếng Anh, và thứ hai nó giá thành nó khá là đắt. Đối với một người sinh viên thì nó khá là đắt. Tuy nhiên thì mình nghĩ với một hàm lượng tri thức đem lại cho các bạn sự hiểu sâu sắc như vậy thì cũng như là cái chất lượng cuốn sách này. Cuốn sách này bìa cứng rất là đẹp, cực kỳ đẹp khi mà các bạn đến đến giá sách. Đó. Cực kỳ đẹp, cực kỳ cứng cáp và được khâu, nói chung mình không chê được gì về ở chất lượng hoàn thiện cả. Cho đến giấy in rất là bóng nhá, mặc dù là in đen trắng thôi. Nhưng mà cái chất lượng mực cũng như là cái độ bóng của hình ảnh ấy, sơ đồ sơ điếc thì là không thể chê vào đâu được cả. Đó. Còn mình sẽ không review chi tiết toàn bộ các cái nội dung ở trong các chương, và đó là cái kiến thức của tác giả. Do đó mình sẽ tôn trọng tác giả, mình không thể nào mà bóc tách ra từng cái để cho các bạn xem được. Mình chỉ đánh giá qua tổng thể các chương này, khối lượng, hàm lượng tri thức cũng như là cách thức mà tác giả viết. Tổng kết lại thì đây là một cuốn sách khá là nhiều tiền cũng như là nặng về cân nặng, đòi hỏi một người đọc có một sức khỏe cơ bắp thì mới có thể cầm được cuốn sách này. Thứ hai là nó là một cuốn sách bách khoa toàn thư về điện tử, bao gồm toàn bộ các cái kiến thức về điện tử, từ lý thuyết về mạch điện, lý thuyết về linh kiện cho đến điện tử tương tự, điện tử số, đo lường, điều khiển, các cái mạch điện ứng dụng thực tế, cách phân tích và linh kiện, và tại sao, giải thích rất rõ ràng là tại sao lại mạch điện nó lại xây dựng và hoạt động như thế nào, rất là nhiều. Thì hy vọng là sau video này mình các bạn có cân nhắc mà xem là chúng ta có nên đầu tư một cuốn sách này về để là một cuốn sách tham khảo không. Dĩ nhiên rồi, khi mua cuốn sách này các bạn đừng nên tiếc mà không mua thêm một cuốn sách này, sẽ bổ sung cho các bạn được nhiều hơn, rất là nhiều về kiến thức sâu sắc về bán dẫn. Chúc anh em thành công trên con đường chinh phục kỹ thuật điện tử, và hẹn gặp lại các anh em vào trong những video về thực hành điện tử chuyên sâu hơn nữa. Bye.